ốc dừa bà con biết hết không bà con? Ốc dừa là nó tốt, mềm, dễ ăn mà giá cả rất là mềm. Nhưng mà không phải tốt là ai ăn cũng được. Ốc dừa nó nguy hại, nếu mới ăn vô thì những người này không tốt, bệnh này không tốt. Đó là bệnh tiểu đường, thận, huyết áp, ho, hen, suyễn là không tốt. Đau bụng cũng không nên ăn. Dạ dày yếu không nên ăn. Nhiều lắm bà con, ốc dừa là kiên cử nhiều người. Nhiều người bị nhiễm giun, nhiễm sán hoặc đã bị nhiễm các vi khuẩn có hại khác. Mà khi ăn ốc dừa là không ăn chung với thịt heo, thịt lợn á nha bà con. Thịt heo cũng có người gọi thịt lợn. Ăn ốc dừa nó tốt cho sức khỏe vì nó làm cho giảm cân tốt. Tốt tốt cho tim mạch, tốt cho tim mạch. Vì ốc dừa ít chất béo, nó giàu protein, vitamin E, magie, silen, bút pho, đề kháng tốt cho cơ thể tốt, đề kháng cho cơ thể tốt, vận động mạnh, đau lưng mà nó tốt, tốt cho thận nữa bà con, tốt cho thận. Wow. Nó tốt cho bệnh tiểu đường, huyết áp, hen, suyễn. Ăn ốc không quá 2 lần trên một tuần. Một tuần chúng ta ăn không quá 2 lần. Và ăn không quá 100 gram thịt ốc. Bỏ vỏ nha bà con. Ăn không quá 100 gram thịt ốc. Nhớ ăn ốc bỏ vỏ nha bà con. Cho nên như vậy thì nó tốt vô cùng. Bà con ơi, kênh chúng tôi ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Nếu bà con thấy được, vui lòng chia sẻ để đăng ký cho mọi người biết. Đăng lại cho mọi người biết cùng nhau khỏe mạnh. Đăng ký ủng hộ kênh. Và đồng thời 4 video nó sớm đến. Đăng ký rồi thì nó sớm đến như bà con. Bà con biết được để phòng ngừa những việc cần thiết. Nên ăn gì, bệnh mình nên cử gì, kiêng gì. Dân dân, chúc bà con nó vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào nào, sao chị xin chào.